một người yêu âm nhạc và luôn hết lòng vì âm nhạc, một thầy giáo hay cười và đặc biệt là rất yêu đời nữa. Trước đây, tôi từng là diễn viên hát của đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh An Giang và từng tham gia thi diễn rất nhiều chương trình văn nghệ trong và ngoài tỉnh. Hiện tại, tôi đang là giáo viên giảng dạy âm nhạc ở trường trung học cơ sở và cũng đã gần 9 năm tôi gắn bó với cái nghề truyền tải nhiệt huyết âm nhạc này. Năm học này, tôi được chuyển đến một ngôi trường mới, mọi thứ đều mới và sẽ bước trên một chặng đường mới với rất nhiều cảm xúc mới. Đối với tôi, dù ở bất kỳ ngôi trường nào, thì trong tôi vẫn luôn có một lòng nhiệt huyết âm nhạc vô cùng sâu sắc. Cũng như những năm trước, năm nay tôi được phân công giảng dạy âm nhạc và chủ nhiệm lớp. Trong giảng dạy chuyên môn âm nhạc, thì tôi cũng như bao đồng nghiệp giảng dạy âm nhạc khác luôn mong muốn dẫn dắt các em học sinh, nhất là những em có năng khiếu âm nhạc, sẽ có thể phát huy khả năng của mình để các em có thể bay cao và bay xa hơn trong tương lai. Và điều mà tôi muốn hướng đến trong chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay là các em học sinh có thể tự thực hành và phát huy năng khiếu của bản thân một cách chủ động nhất. Chính vì lẽ đó, tôi luôn tạo tâm thế thoải mái nhất để các em không cảm thấy bị áp lực. Và hơn thế nữa, tôi muốn xóa tan suy nghĩ của một số em học sinh khi cho rằng môn âm nhạc chỉ là một môn phụ không quan trọng. Bởi vì biết đâu, trong số các em sẽ là những nhân tài âm nhạc của đất nước trong tương lai. Em đã có một cái hình ảnh rất là tốt với thầy. Thầy nói chuyện rất là vui vẻ, không la mắng các bạn học sinh. Thầy truyền năng lượng cho tụi em rất là lớn và thầy như là một máy phát điện cho tụi em cảm thấy có năng lượng hơn mỗi ngày. Sau khi học tiết của thầy xong thì tụi em cảm thấy là bớt áp lực hơn so với giờ học chính khóa căng thẳng. Tụi em thì yêu thầy. Đối với lớp chủ nhiệm, những học sinh có thể coi là gần gũi nhất với tôi lại càng mong muốn các em có tinh thần nhiệt huyết và yêu âm nhạc hơn thế nữa. Sau những giờ dạy và học mệt nhọc, khi có thời gian, tôi lại cùng với các em ngồi quây quần bên nhau để cùng nhau hát lên những giai điệu của cuộc sống, để cùng nhau trải lòng và cùng nhau xua tan những mệt mỏi của ngày dài. Không những thế, âm nhạc còn mang tôi và các em đến gần với nhau hơn. Vì dịch bệnh Covid-19 mà các hoạt động văn nghệ của trường gần như bị đóng băng, thì năm nay tôi cũng như các em học sinh vô cùng háo hức chờ đón những hội thi ca múa nhạc do trường và ngành giáo dục tổ chức. Và điều làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc là học sinh các lớp rất hăng say tập luyện các tiết mục văn nghệ để tham gia hội thi. Chính vì thế, để tiếp thêm nguồn năng lượng cho các em, tôi vẫn thường xuyên ghé xem các em tập luyện và góp ý chỉnh sửa thêm để các em có thể làm tốt hơn. Những lúc nhìn các em như thế, tôi như được sống lại với thời học sinh của chính bản thân mình. Ước mong lớn nhất của tôi là đào tạo ra thật nhiều những tài năng âm nhạc để giúp ích cho đất nước, để các em mang lời ca tiếng hát của mình dâng tặng cho đời, cho người và để cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Em là Lê Thùy Linh, em là học sinh cũ của thầy Phú Phúc. Em còn hay gọi thầy là sư phụ vì thầy là một người truyền ngọn lửa đam mê âm nhạc trong em. Em còn nhớ có lần khi em tham gia hội thi ca múa nhạc thì thầy phải bắt em tập luyện liên tục và hát làm sao cho đúng theo ý thầy. Và kết quả em đã được giải A trong hội thi đó. Và sau đó thì em cũng có tham gia một số cuộc thi lớn nhỏ và em cũng có một số giải cao trong các cuộc thi. Để có được như ngày hôm nay thì em không thể nào không nhắc đến công ơn của thầy đã dạy bảo. Thầy không chỉ là một người thầy, một người sư phụ mà thầy còn là một người bạn. Thầy luôn chia sẻ và đồng hành với em trong các cuộc thi đó. Thì nhân đây thì em cũng xin gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đối với thầy và một lời hứa hẹn trong tương lai là sẽ cố gắng làm sao để mình tỏa sáng, để mình tốt hơn ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn.
Với tôi thì âm nhạc là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống. Quan niệm sống của tôi là hãy cứ sống vui đi vì cuộc đời cho phép.